test cái nồi SH28 mới làm nên em. Xe này nó bị tình trạng rung ra đầu á. Nên là mình làm lại là khắc phục cho nó hết cái lỗi rồi, với lại dặn nó lên mát cho mọi người. Đẩy lên chứ. Còn đây nhu cầu điện thoại bảo nha. Gọi là 0909 77 44 82. Đang gấp cục máy AB lên 170 cc. Cái cho hài. Cái Vario 28 này, 125 này bị rung ra đầu rồi, nó chạy nó lì vô. Mình chuyên chở mấy bệnh này, anh em yêu cầu điện thoại bảo nha. Rồi, mình chuyên trị, với bên mình có làm nồi luôn, tay ga, xe số gì luôn nha. Xe tơ rồi, winner rồi, radar FP rồi. Em yêu cầu điện thoại bảo nha. Này làm tối luôn.